Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại gia đình anh Đông, xóm Lũng Thì, xã Tự Do, Quảng Hòa, Cao Bằng. Anh Đông là một người chuyên gọi là thịt ngựa và bán cao ngựa. Ngựa đây là ngựa ta thôi. Đấy, những con ngựa mà bà con nuôi, anh đấy hay cùng anh em trong làng đem về thịt và giữ lại phần xương để nấu cao. Đấy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến với các bạn về cái món cao ngựa Cao Bằng, ngựa thường thôi các bạn nhé. Đấy, anh đấy đang cắt ở bên trong này này. Đấy, anh Đông là người Nùng An đấy, bà đang ở đây này, bà là người Nùng An này. Đấy, bà Hạnh. Đấy, tôi quay một chút, quay gần một chút để chia sẻ với các bạn nhé. Đây này, ôi nhiều thế anh Đông, nhiều thật Mười đấy. cân thôi, trước làm được 5-6 cân bây giờ bán sắp hết rồi. Bạn sắp hết, còn đây còn khoảng bao nhiêu anh? Còn khoảng 2 cân thôi. Các bạn còn tầm 2 cân các bạn nhá, đây này. Đây là cao ngựa hết rồi anh. Vâng, cao ngựa. Ừ, cao ngựa hết các bạn nhá. Ôi rồi. Tỏ thế. Đây chạy này. Cao ngựa, ngựa ta, ngựa thường thì bà con nuôi ấy các bạn nhá. Cái này sấy khô để không không hỏng được rồi. À, sấy khô ấy rồi. Đấy, không hỏng rồi. À, nhiều tấm đấy, anh chuyên nấu cao các bạn nhá, nấu cao ngựa. Xin nhắc lại các bạn là ngựa ta thôi, không phải ngựa bạch mà là ngựa ta thôi. Đấy, anh đang lên dùng cái khuôn này để cắt này. Đó, đây, anh Đông đây. Quay cho các bạn xem mặt một chút. Đấy. Bình thường mình làm ra vẫn bán mà anh nhỉ? Ăn hết. Vừa dùng vừa bán đúng không? Đấy, ăn, bà con dùng này, ăn làm thuốc. Cái này tức là nhiều chất lắm nhỉ? Vitamin hay là những cái chất uống chủ yếu là bồi bổ sức khỏe đấy hay là mình có thể chữa được bệnh gì không anh? Một số bệnh nhưng mà mình không biết hết đâu. À, nhưng mà chủ yếu là rất tốt cho sức khỏe đúng không? Đấy, tôi quay gần một chút để anh đấy cắt này. Đó. Dai nhỉ? Cứng. Cứng, dai. Đây này, bẻ mãi không được cái này. Đấy. Các bạn có nhu cầu mua cao ngựa thì hãy liên hệ với số điện thoại nhé. Tôi để phía trên màn hình ấy. Đấy, tôi sẽ quay nói chuyện với anh Đông một chút. Hỏi kinh nghiệm một chút. Đấy, bẻ. Ôi dồi, giòn thế. Đây này, một cục rất là to các bạn nhá, đây này. Ông ánh đây này. Dày tầm 3 cm không? 2 cm nhỉ? Dày tầm 2 cm. Cục thì có khoảng 4 lạng. Cục này 4 lạng đấy. Để khô rồi. Khô khốc hết rồi. Đấy. Anh Đông chia sẻ là cái thời điểm nung cao, nấu cao được nhiều nhất là tầm 6 cân hả anh? Được. Xương có nhiều thì nấu được nhiều. Vâng. Cái này mình đun bao nhiêu lâu thì được hả anh? Tầm đun 6 ngày. 6 ngày 6 đêm. Vâng. Các bạn nên nấu cao phải mất tầm 6 ngày đêm nhá, 6 ngày 6 đêm. Đấy, mới được những cái gọi là những cái miếng cao như thế này. Mình nấu nung vào nồi ấy nhỉ, nồi nồi gang dày ấy phải không? Nồi nhôm. À, nồi nhôm. À, ôi giời, rất là bổ dưỡng các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu mua gọi là mua cao ngựa thường ở Cao Bằng, cái ngựa bà con chăn nuôi bình thường ấy, thì hãy liên hệ với anh Đông nhé. Để giá cả thì sẽ trao đổi trực tiếp với anh Đông sau. Đấy, đây là rất là bổ dưỡng. Đấy, tôi xem một chút nữa. Còn một cục bằng này, cục này dày tầm rộng tầm 8-10 cm đấy, dài tầm 16 cm, 16-18 cm. Đấy, rất là nhiều cục này, cục nhỏ cũng có đây, cắt ra miếng nhỏ cũng có. Khô khốc hết rồi. Cái này mình đun được bao nhiêu lâu rồi? Tôi mà mình làm xong bao nhiêu lâu? Làm hơn được 1 tháng thôi. À, hơn 1 tháng thôi á? Ừ. Nhìn cảm giác như là nó cũ cũ như kiểu 1 năm ấy nhỉ? Ừ. Anh bán đi hết rồi phải không? Tầm lúc trước nuôi, tức là mình... Giao miền Nam bán rồi. À, giao đi vào miền Nam nhiều phải không anh? Miền Nam thôi. À, ra cho miền Nam, mấy cân rồi đấy đúng không? Bây giờ còn 2 cân mà ngày trước anh bảo tầm có tầm 8 cân hay 6 cân rồi đấy à? Ừ. Giao cho thằng cháu bán. Bán trong miền Nam. Tôi lấy một miếng nhỏ nhỏ quay gần để các bạn hình dung được nhá. Đây này. Các bạn mua cao ngựa đấy cứ yên tâm các bạn nhé. Anh em chúng tôi là người Nùng An, người Nùng ở Cao Bằng. Làm thật, thế ăn làm thật. Gần 30 năm ấy, làm cao Làm ngựa. Cao đấy, anh Đông chuyên thịt ngựa và làm cao 30 năm rồi. Đấy, các bạn có dịp đến Cao Bằng thì có thể vào trực tiếp mua với anh Đông để được tư vấn trao đổi trực tiếp, hoặc là các bạn có thể mua qua số điện thoại để ship đi cho các bạn cũng được. Đấy. Ông ánh ngửi một cái đã. Có mùi thơm đấy các bạn ạ.
Đấy, thơm thơm, khô lắm, khô khốc. Đây, để bao nhiêu lâu cũng không hồng. À. Bây giờ khô à, cứng nhất. À. Các bạn ơi, bảo quản bao nhiêu lâu cũng được nhé. Bây giờ khô cứng. Đấy, khô cứng rồi, các bạn cho vào túi bóng nhỉ. Cho túi bóng bọc lại để anh nhỉ. Đó. Đây. Tôi quay anh chủ một chút này, vì các bạn nếu mà không tin tưởng thì hãy nhìn mặt anh chủ đây. Đây là anh Đông, chuyên làm cao ngựa và thịt ngựa tại xóm Lũng Thì, xã Tự Do, Quảng Uyên, Cao Bằng. Nay gọi là Quảng Hòa này, Quảng Hòa Cao Bằng đấy. Đây là bà cụ trong nhà. Đấy, bà cụ người trong nhà các bạn nhá. Đấy, người Nùng, ăn mặc trang phục người Nùng ấy này. Hả? Ăn đã có chất, ăn thả cũng chất kín kín này. Có kín, mà xe lâu kín. Từ từ. Xin xuống chén đi, ham ha ham ăn khá có tụ ổn được hiệu luôn. À, hay nế. Có khá có cha đi, ham cứ kêu bởi. À, các bạn ơi, bà cụ, đấy, bà cụ vừa chia sẻ đây này. Bà cụ bảo là bà đau chân, đau khớp, mệt mỏi lắm, không đi được. Thế bà đem về ăn, gọi là kín kêu nơi tề. Kín, kín thẳng nó, kín xe lau nó kín nơi tề. Ở luôn lắm, ở luôn mỗi vì hồi dịch xưa cái ảnh. À, bà đem về đun lên, vâng, đun lên cho tan ra, chân tan ra xong là hòa tan với rượu uống, tầm 3-4 ngày là bà chân tay mềm hết và đi được, và đàn nó chân tay rất là vận động thoải mái đây này, bà gần các thứ, bà nhiều tuổi rồi đấy, 90 tuổi rồi đấy, bà cụ 90 tuổi đấy, đây, à. Đây bà bảo là bà bán hết cái phần này cho con trai, bán hết phần này. Nhưng phần dưới này bà có một túi phải không? Đây, còn một túi các bạn ơi, cứng này. Bà bảo phần này dùng cho gia đình, không cho bán đâu. Đấy, để làm thuốc. Còn bán thì bán ở phần trên này. Các bạn yên tâm nhá, các bạn có nhu cầu mua cao ngựa, ngựa thường cao.